Dạ vâng, Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô dì, chú bác và quý nhà đầu tư đã tham khảo tới kênh Nhà Đất Đắk Song của Hải Yến ạ. Dạ thì hôm nay Hải Yến lại tiếp tục cái hành trình của mình như mọi ngày để đi quay, để giới thiệu đến cho các bác cùng tham khảo một cái mảnh đất lô cao su và cà phê và tiêu nhé các bác. Để giới thiệu đến cho các bác cùng tham khảo một cái mảnh đất cực kỳ là rẻ và đẹp luôn các bác. Thì cái mảnh đất này là hiện tại đang tọa lạc tại xã Đắk Gành, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông nhé các bác. Tổng cái diện tích trong cái mảnh đất của mình là có 4 hectare. Trong bìa là đã rơi vào là 3 hectare rồi các bác, là trong bìa là có 3 hectare. Còn 7 sào nữa thì bác chủ nhà sẽ bao ra chiết lục cho mình nha các bác. Thì tổng cái mảnh đất này á, bác chủ nhà đang rao bán cho nguyên cái lô đất của mình cực kỳ là rẻ luôn nha các bác. Có 1.200.000.000 cho 4 hectare của mình. Thì bây giờ Hải Yến sẽ di chuyển để quay trực tiếp cái mảnh rẫy này cho các bác cùng tham khảo. Nói chung ở đây thì cái phong cảnh cực kỳ là hữu tình luôn các bác. Thì bác nào mà mua về an cư lập nghiệp ở đây sinh sống thì cực kỳ là tiện luôn. Thì hiện tại là bác chủ nhà đang cần để có một chút công việc cho nên phải chuyển đổi nha các bác. Thì bác nào yêu quý Hải Yến thì cho Hải Yến xin một like và một đăng ký kênh nhé bác. Thì bây giờ các bác cùng hiện theo chân Hải Yến đất cùng quan sát cái mảnh đất của mình xây coi như thế nào nha các bác. Nho nhỏ của một gia đình hiện tại vẫn đang sinh sống ở đây nha các bác. Đó là căn nhà của mình. Thì hiện tại là ở đây á, thì bác chủ nhà đang xài là điện năng lượng. Nhưng mà ở khu vực ngoài này một chút xíu thì người ta đã kéo điện lưới của quốc gia vào rồi. Thì người ta vẫn xài điện lưới nha bác. Thì đây là trước cái không gian nhà của bác chủ nhà là có một cái ao. Và xung quanh thì bác chủ nhà cũng cấy cây như dừa và chuối này các bác này. Đó. Và khu vực ở bên dưới kia là cao su nha các bác. Cao su đã rơi vào gần 2 hectare. Là được 800 cây cao su đang cho vào kinh doanh nha các bác. Đang cho vào thu kinh doanh. Thì hiện tại như cao su như bây giờ á, thì nó rơi vào tầm 10.000 một ký, là thời điểm này là bị giá là thấp nhất hạ giá đấy các bác. Còn thời điểm cao nhất thì nó rơi vào tầm độ 17, 18, 20.000 một ký các bác. Còn cộng độ nữa. Thì khu vực bên này của mình là bác chủ nhà là cấy là sầu tiêu và cà phê và cây ăn trái như là nhãn vải đây nha các bác. Đấy, đất đây thì cực kỳ là bằng luôn, đất cực kỳ là bằng và đẹp luôn nha các bác. Đấy, mảnh đất này thì rất thích hợp cho bác nào. Cái cửa tiền của mình cũng vừa phải để mình muốn mua. Để về mình an cư lập nghiệp ở đây và sinh sống ở đây. Để mình làm kinh tế nha các bác. Nếu mà nói về làm kinh tế thì mảnh này khá là ổn đấy các bác ạ. Thì hiện tại là bác chủ nhà đang còn công việc. Nói chung là mỗi người một cái công việc, mỗi người một cái cách suy nghĩ khác nhau. Cho nên là bác chủ nhà chuyển nhượng lại cho ai có nhu cầu. Đây, có cả cóc luôn này các bác này. Trời ơi, ngon quá trời luôn. Bác nào mà thích ăn chua. Em sẽ xin một ít để tí nữa ra kia sẽ chấm muối các bác. Đấy, cực kỳ là ngon luôn các bác. Đấy, hiện tại là một gia đình đang sinh sống ở đây nha các bác. Để Yến di chuyển xuống dưới cao su cho các bác cùng tham khảo này. Cái tổng diện tích của mình thì nó khá là rộng nha các bác, 4 hectare. Thì Hải Yến sẽ bay cam lên trên để cho các bác cùng hình dung nó dễ hơn. Cái khu vực ngoài này nè, cách đây tầm độ 400m là đường điện đã có sẵn rồi. Đây của mình đây. Đấy cái ao của mình đây nha các bác. Nhìn ra khá là đẹp luôn. Cao su này thì năm thứ 10 này các bác này. Thì bác chủ nhà đang thu hoạch là được 3 năm rồi nha các bác. Một ngày bình quân của bác chủ nhà thì nó sẽ rơi vào hơn 1 triệu. Đó là bình quân của bác chủ nhà là hơn 1 triệu nha các bác. Ôi xa, rớt. Đây là bác chủ nhà mới trút mủ này các bác này. Một ngày bình quân là bác chủ nhà được 4 can. Đấy trút mủ. Mai là cái này thì đây là bèo này. Đây là cái miếng bèo rớt xuống thì mai kia nhặt là bán riêng này các bác này. Đó. Cái này là bác chủ nhà trút được 4 can như thế này. Là bình quân là được hơn 1 triệu một ngày nhé các bác. Chưa kể những cái cà phê tiêu thì khác. Cái cao su này hầu như là quanh năm các bác. Nó chỉ nghỉ hình như là mấy tháng thôi. Đó. Hầu như là tiền của mình thì lúc nào ngày nào mình chịu khó cạo thì mình sẽ có tiền. Mình không cạo là mình sẽ không có tiền nha các bác. Đấy thì bác nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho Hải Yến. Và quan tâm những mảnh đất đẹp và rẻ thì về đội của Hải Yến nhé. Để ủng hộ cho Hải Yến. Thì các bác vào xem kênh thì nhớ cho Hải Yến một like và một đăng ký kênh nha các bác. Để Hải Yến có những cái động lực để đi quay những mảnh đất gửi đến cho các bác cùng tham khảo nhé. Một ngày này mình thu được nhiều không anh? 4 can thôi. 4 can à?
Cao su bữa nay bao nhiêu một ký hay là bán theo ký hay theo lít anh? Bao nhiêu một ký anh? 10.000 à? 10.000 là bữa nay lên rồi hay là xuống rồi anh? Xuống. Xuống à? Mỏ bữa cao nhất là bao nhiêu anh? 11-12.000. 11-12.000. Tùy, đầu năm thì 16-17.000. Đấy, của mình đây là có hai cái con đường vào nha các bác. Đấy, con đường là ở trên cái chỗ nhà mà Hải Yến đứng đầu tiên á. Là trên đó là có đường đi xuống. Và ở dưới này á, là cũng có đường nha các bác. Thì bám theo cái suối này, có một con suối róc rách chảy đây quanh cái rễ của mình nhá. Thì đi theo cái đường này ra ngoài này các bác này. Giờ hiện tại là Hải Yến đang đi đường này nha các bác. Thì mình là có con suối đá nhỏ xíu đây. Đó, thì con đường này nha các bác.